Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Bắt đầu! Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống chơi bóng vào trong. Torres. Tình huống chơi bóng vào trong. Rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. De Bruyne. Một đường chuyền bóng dài. Tình huống phá bắt biệt vị. Chuyền vào. Có mặt rất đúng lúc. Rất nỗ lực. Cơ hội. Sút xa. Không được. Rất đáng tiếc. Một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. De Bruyne. Cơ hội tấn công. Rodrigo. João Cancelo. Rodrigo. Phạm lỗi. João Cancelo. De Bruyne. Rất tốt. Bóng đã được phát ra. Mất bóng rồi. Ruben. De Bruyne. Pha đi bóng rất nỗ lực. Giữ bóng rất tốt. Rất nhịp nhàng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống chơi bóng vào trong. Phản phá rất quyết liệt. De Bruyne. Pha bắt bài là rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Đường cho khe. Đường chuyền không tốt. Gundogan.
một pha treo bóng. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Morris. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rất tốt. Đường chuyền chuẩn xác. Vẫn tiếp tục đi bóng. Tạt vào trong. Một quả phát bóng lên. Rất bình tĩnh. Rodrigo. Đường trong khe. Đường chuyền rất sáng tạo. Như vậy là lưới đã rung lên. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông. Và tỷ số bây giờ là 1-0. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flyback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và anh Trọng. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Walker. Đường trong khe. Phạt bóng rất đúng lúc. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Rất tốt. Quân tố án. Pha phản công. Đường chuyền sang cánh khá tốt. Mất bóng rồi. Giữ bóng rất tốt. Ruben. Rodrigo. Walker. Walker. Rodrigo. Quân tố án. Đường trong khe. Cơ hội. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Việc tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên là điều cần thiết cho các cầu thủ trên sân lúc này. Chuyền bóng vào trong. Bóng đã được phát ra. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Vẫn tiếp tục đi bóng. Chuyền vào trong. Đánh đầu. Tiếp tục là một cú sút. Không được. Đường trong khe. Có thể dứt điểm. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Quân tố án.
Holland. Pha phản công. Rodrigo rất nỗ lực. Đường chọc khe. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền vào. Đánh đầu. Một tình huống tuyệt vị. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chọc khe. Đó là câu trả lời đánh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Với những con người như thế này vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Tất cả khán giả trên sân lúc này như đang vỡ òa. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Cho tới lúc này, các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Walker. Anh sẽ làm gì đây? Để mất bóng rồi. Không được. Rodrigo. Ruben. La Poche. Một đường chuyền bóng dài. Không được. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tìm người để phối hợp. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cơ hội để phản công. Sọc thẳng vào trung lộ. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.